Đối với những các bạn nuôi thú cưng thì đôi lúc thì sẽ không đem thú cưng nhà mình đến được đến phòng khám hoặc là bác sĩ thú y. Ví dụ như trong quá trình nuôi thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa vào ban đêm, hay là bị vết thương do cắn nhau vào ban đêm, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm Betamoxolate. Thì đây là một cái sản phẩm nên cần thiết có trong mỗi nhà. Sản phẩm nó chứa mùi hương thơm dễ chịu, rất là dễ uống cho các thú cưng của mình. Thì các bạn có thể sử dụng trong lúc mà con vật bị tiêu chảy hoặc là viêm hô hấp, cần thiết khi mà mình chưa đem đến phòng khám thú y hoặc là nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ thú y kịp thời thì mình có thể sử dụng sản phẩm này trước. Ưu điểm của sản phẩm này là phổ kháng khuẩn rộng thì có thể sử dụng được trong các trường hợp trên. Đặc biệt đối với sản phẩm này có thể sử dụng được cho chó, mèo sơ sinh từ vài ngày tuổi cho đến vài tuần tuổi, rất là an toàn, không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các bé cưng nhà mình.